rất vui được gặp lại các bạn quay trở lại với kênh Top Sao Hoa, kênh thông tin giải trí hàng đầu Cbiz. Còn bây giờ sẽ là những tin tức của ngày hôm nay. Vào chiều ngày 18 tháng 10, làng giải trí xứ Trung xôn xao vì hai thông tin gây chấn động. Những tưởng loạt bê bối của Trịnh Sảng đã kết thúc, vậy nhưng trong một diễn biến mới nhất, Trinh Hằng, người tình thị phi của mỹ nhân cùng ngắm mưa sao băng cũng dính líu tới pháp luật. Theo bản tin trên CCTV, trong quá trình thanh tra vụ án trốn thuế của Trịnh Sảng, Cục Thuế Thượng Hải đã phát hiện ra Trinh Hằng từng là cố vấn của nữ diễn viên khi tham gia bộ phim Thiện Nữ U Hồn. CEO này đã chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng đàm phán thù lao, phân chia tiền bạc, đồng thời lập kế hoạch soạn thảo các văn bản thỏa thuận tăng vốn, thành lập các công ty che đậy các xe trên trời để trốn tránh sự giám sát của các cơ quan chức năng trong ngành. Nói cách khác, Trinh Hằng chính là người đứng sau giúp Trịnh Sảng trốn nộp thuế. Dựa theo các tình tiết của vụ án, số tiền trốn thuế của Trịnh Sảng trong dự án Thiện Nữ U Hồn là 43,027 triệu tệ, tương đương là 152 tỷ đồng. Trinh Hằng chịu án phạt và phải nộp gấp 0,75 lần số tiền của Trịnh Sảng, tức là 32,27 triệu tệ, tương đương là 114 tỷ đồng. Đây là con số khổng lồ và khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Trước đó thì Trịnh Sảng đã phải đứng ra nhận tội trốn thuế. Theo quy định của pháp luật thì nữ diễn viên bị phạt 299 triệu tệ, tương đương là 1.052 tỷ đồng vì vi phạm luật hạn chế thù lao giá trên trời. Rất nhanh chóng, người đẹp đã hoàn trả số tiền trên trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Mặc dù vậy thì sau khi bị xóa tài khoản trên Weibo, Trịnh Sảng lại chạy sang Instagram liên tục tung ra những bài viết tố Trinh Hằng ngoại tình, bạo hành con cái. Không chỉ vậy thì cô có 5 lần 7 lượt vùng vẫy đòi quay trở lại làng giải trí. Sau khoảng thời gian ồn ào thì nữ diễn viên lại xóa sạch bài viết tố tình cũ, khiến netizen hoang mang và khó hiểu với chính hành động của cô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay thì đừng quên ủng hộ Top Sao Hoa bằng cách nhấn like và chia sẻ cảm xúc của bạn ở phần comment ở phần bên dưới. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại!